Bây giờ chúng tôi không còn thời giờ nữa, chỉ còn một người là người không anh mời anh lên đây. Lúc nãy đang giờ đọc kinh, lần Chúa Minh Côi, lần Chúa Lòng Thương Xót, chúng tôi nghe một cái tiếng đàn nó hơi lạ lạ, không phải là tiếng đàn quen thuộc. Tôi mới bảo em phục vụ là hỏi coi hôm nay ai đánh đàn, thì em mới bảo là có một anh lên đánh đàn mà anh ấy đeo kính râm. Tại sao con lại phải đeo kính râm? Dạ thưa cha, con bị mù hai mắt. Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Xuân Dương. Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Xuân Dương. Dạ thưa cha, con 24 tuổi, con tên là 24. Dạ thưa cha, con ở quê gốc ở Hà Tĩnh, nhưng mà bố mẹ con vào đây năm 98, con đang học ở Cao Đẳng Sư Phạm Sài Gòn. Anh bị mù mắt từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, lúc mà con sinh ra là con bị trong bụng mẹ luôn thưa cha. Anh xem một người mù bẩm sinh mà bị học, con học đại học. Dạ thưa cha, con học bên Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố, lại con có một học bổng đang xem học piano của Nhạc viện Thành phố. Anh xem một người mà bị mù bẩm sinh như vậy mà bây giờ lại là một sinh viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật và có thêm một cái học bổng về piano. Anh là người có đạo hay không có đạo? Dạ thưa cha, con là người có đạo ạ. Rồi, con làm sao anh biết đến lòng Chúa Thương Xót Chúa mà hôm nay anh lặn lội đến tận giáo điểm tin mừng, anh lại cất tiếng đàn lên để cho mọi người hát? Dạ thưa cha, thật ra thì chuyện cũng dài lắm thưa cha. Hồi xưa con cũng có nhiều cái đài mà con có được, nhưng mà hồi đấy con chỉ thích nghe cha giảng, nhưng mà hồi đấy xong rồi là con có nghe xong một thời gian, con khi con nghe hết rồi con lấy cái đấy con đi Phật mát, con tải nhạc và con nghe. Nhưng mà sau này có một lúc chuyện cũng chị con bị một cái khối u trong bụng thưa cha. Hồi là sau đó chị có thể bố mẹ con, tại vì chị con là khấn chọn, mới khấn chọn năm ngoái. Vâng, dạ thưa cha, dòng con Đức Mẹ Phú Cường đấy ạ. Chị con, dạ thưa cha, dòng con Đức Mẹ Phú Cường, chị con bị một cái khối u trong bụng. Thế là cuối cùng chạy chữa, thế người ta kêu phải mổ, mà không biết là u lành tính hay là u ác tính. Thế lúc đó bố con với lại anh trai kết nghĩa của con mới đến gặp cha. Thế là cuối cùng con không hiểu sao mà chỉ con mổ phát được 2 ngày xuất viện khỏe luôn thôi cha. Hallelujah. Rồi sau đó bây giờ chỉ con trở về nhà dòng lại. Rồi cái ơn thứ hai đó là, mặc dù con không thấy nhưng mà con rất là nóng nảy, con tính con như Trương Phi vậy đó. Hồi bé con sinh ra trong gia đình, nói chung là những người con trai miền Trung họ nói chung tính bộc trực, với lại con là con có sinh ra trong một gia đình của con được, mặc dù không thấy nhưng con được chăm sóc hoặc là được cũng được nuông chiều. Thế là từ bé con rất là nóng, tức là tại vì xong rồi là, nhưng mà dạo này con thầy cũng có phần thầy tính đổi nét, tức là mình cũng hiền hòa hơn, bớt nóng nảy hơn, với lại mình sống cũng hay đi lễ đọc kinh cầu nguyện, là còn tham gia nhà đánh đàn nhà thơ. Làm sao hôm nay anh dẫn anh đến giáo điểm tin mừng hôm nay để anh đánh đàn lúc giờ cầu nguyện là Chúa Minh Côi, Chúa Lòng Thương Xót? Dạ thưa cha, cái hồi nãy cái chị ấy là sơ dòng. Dạ thưa cha, chị Uyên. Chị ấy đang ngồi dưới kia thưa cha. Không thấy đường mà biết chị đang ngồi dưới kia. Hay chỗ đó gì chị em thấy không? Rồi, bây giờ hỏi câu hỏi kế tiếp là anh đã có người yêu chưa? Dạ thưa cha, còn đang đi học, còn chả thích hướng vậy. Rồi anh có muốn đi tu không? Dạ thưa cha, hồi xưa thì con cũng nhờ cái đàn, xong con cũng chơi được với một số vài bạn, nhưng mà không biết sao những người bạn gái con chơi, họ nói chung họ, mặc dù họ kia họ rất là thương mình, nhưng mà dù sống biết sau này họ lại đi tu hết.
Tức là anh có bạn gái chơi đàn với anh mà cuối cùng thì những bạn gái đó đi tu hết, rồi họ có rủ anh đi tu không? Dạ có, nhưng mà cái hồi đầu lúc mà con cũng không thích gì đi tu, mà con cũng không thích chơi với tu sĩ luôn. Dạ, nhưng mà từ khi con gặp chị Nguyên, chị ấy xong là từ đó con mới, nói chung là con sống vui vẻ, là sống nhiều khi mình vô Chúa hơn, hoặc là sống lúc nào cũng thấy vui cười và thấy yêu đời hơn. Hallelujah! Đây này, tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Anh không đọc được vì nó không phải là chữ nổi. Nếu mà là chữ nổi anh đọc được, nhưng mà trong này có cái CD anh có thể nghe được nha. Con đường tín thác. Rồi, và tặng thêm cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa, giáo điểm tin mừng. Ngày thứ ba anh còn ở đây thì lên đánh đàn. Bây giờ anh có thể đánh đàn một bài hát được không? Đánh một đoạn cho người ta nghe được không? Dạ, được thôi cha. Anh đánh tính đánh bài gì? Dạ, con không quên mất cái tên bài này. Như là bài gì của nhạc sĩ Ân Đức ấy. Bài gì mà có cái chữ đầu là Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Rồi, bây giờ mời anh lại đánh đàn nha. Và ca đoàn sẽ hát Chúa đi vào hồn, ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Rồi mời anh ca, anh đoàn trưởng của ca đoàn Faustina dẫn anh bạn của mình lại cái đàn để ngồi anh đánh cho ca đoàn chúng ta cùng hát. Và mọi người cầm cái quạt lên. Cầm cái quạt lên. Mọi người cầm cái quạt. Nhìn đến đây, nhìn đến đây, nhìn đây. Bạn làm theo những gì chúng tôi làm. Làm theo. Bỏ quạt xuống, nhìn làm theo. Tôi làm sao dơ thì mới dơ, không dơ thì đừng dơ. Làm sao thì làm y như vậy. Và chúng ta cùng nhau cầu nguyện với tiếng đàn của anh bạn tên là Dân Xuân Dân. Vâng, anh bạn tên là Xuân Dân, 23 tuổi, bị mù từ lúc bẩm sinh, nhưng mà lại đang là sinh viên của trường cao đẳng nghệ thuật và lãnh một học bổng piano của nhà nước cấp. Và bây giờ đang đi đánh đàn cho các nhà thờ. Và hôm nay anh đến với giáo điểm tin mừng đánh đàn cho chúng ta, cầu nguyện với chúng ta. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Dấu ấn ấy là cho con được nên một với Chúa, được ở lại trong Chúa, được gắn bó với Chúa như là cành nho gắn liền với cây nho để trổ sinh hoa trái. Mời anh chị em cùng cầu nguyện, cùng hát và làm theo cửa điệu của chúng tôi.